Katarian và Hitty. Đây là Hitty trong tay của game thủ U98 và quân của thành viên bên phía đối phương, đó là quân gì? Vâng, Kata và Click. Rồi, bên mình đẹp hơn. Ây. Vâng, thôi. Ừ, thôi, cũng được vậy. Đẹp. Vâng, lại có một tên không đóng G đấy. Chắc là thôi, vẫn cạn lời đấy. Vâng, đây là con voi dành cho game thủ Itqua lâu lắm rồi. Tôi mới thấy một con voi ở gần nhà của Itqua đến như vậy. Cố đầu cũng không phải là quá gần. Không quá gần nhưng không quá xa. Nói chung là tạm được. Cố lên nào. Đây là con voi đầu tiên dành cho game thủ Itqua. 3 trận đấu trôi qua thì các thành viên về phía GTV đã bị dẫn 2C. Vâng, đây là trận đấu mà cơ hội rất lớn để cho cặp đôi của bên phía GTV có thể vừa lên dẫn trước ở trong trận đấu bản lề của C đấu này. Đá bây giờ về với cánh rừng. Điểm quả thôi. Quá nhiều rừng cho người cầm Katarian. Nhưng cái vấn đề rằng Katarian thì nó lại không cần đến quá nhiều rừng như thế này. Và khi mà Katarian chắc chắn là người đánh chém, còn Hitty mới là người đánh cung cơ. Phía bên kia sẽ có hai nhà cùng đánh chém để có thể ôm bom vào nhà của người cầm Hitty trong tay của game thủ U98. Khi mà phía đối bạn chỉ là người cầm Katarian và Glick. Vâng, phía bên đối phương đang chỉ dò 9 và 11%. Chưa biết như nào đâu nha. 22 dân tới hiện nay dò 9%. Một bài đột biến tới từ người cầm 4 này. Còn đây là U98. Hitty 21/24. Đây là Gua 22 đông dân. Hai voi, một hiêu. Và cần phải thêm một đồ ăn nữa dành cho người thủ Itqua ở trong trận đấu này để có thể lên đời và thi đấu. Cố lên nào. Vâng, đừng nói tôi là quân đẹp hơn một chút xíu nhưng lại thua nha. Lại đập lô đại pháp rồi. Vâng, dạo này Itqua học cái thói đập lô ở đâu không biết, vẫn đánh lô hơi nhiều. 38%. Mặc dù phát hiện ra được hai con voi và một bầy hiệu nhưng bây giờ em vẫn phải đi đập lô. Đây là một voi. Hy vọng rằng hai voi. Phía bên kia dò cực dựa, vâng, cực thấp. Thêm một bầy hiệu nữa để cho Itqua có thể cơ cấu. Như vậy đồ ăn đã đủ. 23% tới từ game thủ Itqua, trong khi bên kia chỉ là 10% thôi. Tới hình nhai. Một chỉ do số dò thực sự là ghê gớm. Đây là chiếc BB 9%, vẫn đang chỉ 9%. 9 và 15%, và cả hai game thủ của bên phía đối phương đều đã lên đời. Người ta gọi là dê leo. Quân đẹp không bằng bài đẹp. Và đây là một trận đấu một quân mà bài của các thành viên bên phía Nam Định đang là đẹp hơn quá nhiều, lên đời cực sớm. Tới từ, vâng, cả hai game thủ của bên phía team Nam Định.
không? Rất bàn căng. Mười một một năm anh đang được cái chặt gỗ một. Vâng, quyết định vẫn sẽ là đánh cùng rồi. Còn đây là máy tới từ game thủ ít cua 23 đồng dân, vẫn là một bài đến nơi dò rất ít tới từ cả Exeter và Nai. Pha vẩy e cũng khá nhanh tay tới từ ít cua nhưng không được, còn người dò vẫn đang tẩu thoát được, vẫn đang chuyền vàng tới người cầm Catarian, trong khi đây là màn hình máy tới từ game thủ U98. Vâng, bị xiên mất 3 dân. Soi tham liên tục, bên mình chỉ ai lên đời, trong khi hai game thủ của phía đối phương đều đã lên đời. Cảm thấy có một cái gì đấy khó thở cùng vâng hai tài năng trẻ của GameTV. Lại cái gì đây? Ông thần thôi. Đánh một vừa hai phải thôi rồi mang cả dân lên quẩy. Cái gì này? Vâng, như là 1P. Vâng, đánh cung nhưng vẫn phải thủ P, nhưng vàng có đủ để cho U98 có thể sóc được một con P không? 5 đông dân vàng dành cho U98. Sẽ có 1P dành cho U98 trong trận đấu này, có cả cung T. Vâng, sẽ không có tình huống công ca đâu, nhưng T bắn bo nhỏ rất khó chịu. Dành cho Nai. Nai đang muốn ôm bom hẳn nhà của game thủ U98. Trong khi phía bên kia có lẽ là ít gua khó thở trước Exeter. Tham lai đang chỉ là 20. Vâng, vẫn đang bị chém đứt xích rồi. Ôi giời. Vâng, tham lai chuẩn 16 rồi. Không có một nhà P, bởi vì đơn giản là không có gỗ. Vâng, trẻ vẫn đang lao vào đường. Lại chết thêm một dân nữa, tham lai chuẩn 15 thôi. U98 đang rất khó thở bài công cả T đấy từ game thủ này, và thực sự ở đây bài bo nhỏ thôi ông thần ơi, có cần thiết phải công ca như vậy không? Quá dã man và tàn bạo tới này và các thành viên của phía Nam Định, người ta bo nhỏ thôi mà công ca thôi cũng tên can lời thôi, quá tởm. Một bài sóc 2A không đều hay không, vẫn đang có được một phù thủy thủ ở trong bãi gỗ, vẫn là một bê đều. U98 đang đánh tốt với bài tham lai là 25/48, một tên ôm bom tới từ game thủ này. Tạm thời thì nó vẫn chưa là thành công, nhưng ít vua cũng đang rất yếu rồi. Còn đây là ít, nói chung là U98 đang rất yếu rồi. Còn đây là ít vua, tham lai là 10/52. Vâng, một bài có P ở phía bên trong, tham lai chỉ là 11. Tiếp tục sẽ mất một vài con ngựa nữa. Hú được con ngựa chiến nào không? Một bài mà Exciter đang khỏe. Fit hẳn rồi. Tham lai đi khoảng độ 82. Và gua quýt quân thì đẹp hơn một tí, nó kia bài thì nó mắc binh thế rồi. Phía bên họ đang có những bài quá mắc binh, một dây đỏ, vâng, một dây bài đỏ dành cho các thành viên của Việt Nam Định, và tỷ số là 2-1 ở trong trận đấu thứ 3.